bát hay nhóm bát có xôm chùm riêp tùm năng chật bùa bóng bà ôn tiếng ọc nia bà lô gặp bốc nẹ mà đai ôm bù miên dây ta tiếng ọc nia đá bát bà bóng bà ôn tiếng ọc nia chong tu sổ na chỉ vượt bà chăm tháng ngày rồi bọc nhóm cứ nhóm chụp đã nơi dù SKK Share Channel hỏi nhóm đã Alina and Michael bà channel tờ vinh bóng bà ôn có xôm anh chôn tờ tí nốt đàm bày tu sổ na nơi chỉ vượt bà chăm tháng ngày rồi bọc crom cru sa nhóm còn ban tu sơn na cầm san lùm hai cái nơi pe hot nơi móc bị thưa cái cà vinh bà thầy xôm chui chơi subscribe mình nét môi phong bà cho học quân tràn bà bà nhóm bà có xôm có rụp chùm riệp xua chùm phô lô của phúc nè mà đai ông phù minh ta dê thằng ọc ni bà thầy lời ní đàm ná rồi bọc phù tạ phù vốt xùm bà chôn prom thiang chiêng hóc bà bàn thơ đàm ná chùm phù tớ ai phùm chùm bọ sân cạt chế krong xoài riêng sọc xoài riêng đàm bay tới chút lục dây phòn tiêu nâng mùi sấy mãn sử thị rì bà thầy sai video từng ngõ này bằng phụ ôn từng ngõ kia có bán tour sơn na ruồi mọc hai bạn này chia sẻ cam mà phết tham mây tiết cầm bông tai propert tờ tham mây này nòng ca thua đầm ná chỉ môi nương chiêng hóc sầm bát chốn rồng tèng phù vớt phù tạ phù tay tì nô hai miên bảy buồn cửa xa đàm bảy bàn thua đầm ná tay tì nô nương bàn nón dọc nơi ẩm nai được bao sao vào chốn tôi chun đỏ quạt ấy lời nít chuột chỉ môi nương phù tạ bạn บาดอนุญาตเคารพชมเรียบสู่ต่อดอลปกหมายบ้องๆอุ้มปูมิงจิตติเคารพจิตติสลั่งบ่าขณะเพิ่นนี้ได้ខ្ញុំបាទពុតៈបាទនឹងពុវុតនឹងបងសម្បត្តិជននឹងជាងហុកបានធ្វើដំណើរមកដល់បាទខេត្តស្វាយរៀងបាទដល់ឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះលោកជ័យផនទៀវហើយនឹងបងស្រីហ៊ុនសុធេរីបាទដែលកន្លងមកអ៊ំពូមីងនិយាយតាបងប្អូនបានធ្លាប់ទស្សនានៅក្នុង ជាអ្នកគំរូក្តីបាទជាអ្នកជាងហុកក្តីបាទតែកន្លងមកពួកគាត់បានតែងតែយកថាបកាសប្បុរសជនយកមកជូនក្រុមគ្រួសារលោកជ័យបាទហើយគណៈពេលនេះពួកខ្ញុំបានមកផ្ទះលោកជ័យមសាទៀតបាទដោយសារទទួលការពឹងពាក់ពីសប្បុរសជនខ្មែរក៏បាទក៏រស់នៅឯនេះសម្បត់បាទអ៊ំពូមីងហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលរបស់បងប្រុសម៉ៃកូបាទយុបអេសខេសជាឆានែលបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្រ
phong đá bát mọt đo nơi bạc rời viên tiết rồi bỏ lục dây tiêu phán nâng mùi sấy mai sụt thịa ri hai bát hào dương của bạn khơi nơi bạc rời thán nâng tì gần lại để cỡ rù nấu hay cậu bạn rai rạp rạp nơi sụt đây chồng bố nâng ở vây đại miên ca lục bạc chồng bố mùi sấy cầm bì cầm bìa rù nấu chỉ mùi nâng lục dây đại miên ở dụ chiên bạc sập tờ hai bát prom tiên tì ní ít phơ đa tiết phong bát rơ đa tờ khẳng cao xlong stung xlong ô chị đam hay cậu bạn tu sở na nực sai video này ông pi channel sầm bát chốn chieng hóc hay nâng bù tạ phong đai bát ấy lời này nhom mò khang cày đầm bay thua ca review chạy chun từ đó nẹt mà đai lục ở bốc lục ta lục dây ông pu miên mùi mùi chào chào từng ông bạn tu sở na chia bản to bát hay ấy lời này khó sôm bằng phôn từng ông khnhi bát tam đan tu sở na nơi tế sập hiệp nơi tì nô hay ở bàn khơi hay nâng với đại dương bàn phật nơi ẩm náo chui từ đó phụ quạt từng óc nía hay ở lời nói dương bàn khơi nơi tì gần lái đại dương chui từ đó phụ quạt hay có chia dịch đây môi đại dương trầy ó nâng đằng chấp bát nơi tì gần lái tì na hay nâng sập hiệp ruột nơi này chi sập hiệp ruột nơi rồng tiếng bạc để than xem xén nơi tì nô bàn bạn này cứ chia sẻ cam ở phía môi của ở miền ca chập ở rom mình tên bạn môi sấy men sụt theory còn bông tai thưa nơi cây ca bảo chạm ngay đam bay bầm ra từ đó lục giấy tiểu phan bạn hay ai lời này còn bông tai bằng cắt phương đam bay hay còn miền chậm nạp ở rom dạng chia ra chậm pu bằng ôn sao bảo chun tiếng o hay còn bạn
ទស្សនាអ្នកខ្សែវីដេអូនេះហើយក៏បានផ្ដល់នៅអំណោយនិងជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់នៅឱកាសផ្សេងៗបាទដូចជាផ្ទះសម្បែងឲ្យរើទៅនៅកន្លែងផ្សេងឬមួយក៏មុខរបរកិច្ចការហើយមិនថែមប៉ុណ្ណោះទៀតបាទសូមធ្វើកូនធម៌ទៀតផងបាទក្នុងការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើក្មួយស្រីចំពោះការសម្រេចចិត្តបាទឲ្យពួកគាត់គ្រាន់តែផ្ដល់នៅឱកាស ជូនទៅដល់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ាប់ហើយជាក្មេងស្រីមួយដ៏ល្អដែលរស់នៅកំព្រីកំព្រាម្ដាយឪពុករស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយផនហើយមានការថែរក្សាព្រមទាំងមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ទៅដល់លោកយាយផនទៀតផងដែរព្រោះអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅដល់ក្មួយស្រីសុធារីហើយដូចខ្ញុំបានលើកមកប្រាប់ បងប្អូនកំពុងទស្សនារួចមកហើយបាទគឺថាចង់យកធ្វើជាកូនធម៌ទៀតផងបាទចំពោះរឿងសម្រេចចិត្តគឺនៅលើក្មួយស្រីបាទប្រហែលជាដំណឹងបន្តិចទៀតនឹងបានដឹងនៅចម្លើយយ៉ាងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងគ្រាឥឡូវនេះគឺទុកសិនបាទមិនទាន់បានដំណឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្មួយស្រីសុធារីដែលមានវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតជាអ្នកនៅបំរើលោកយាយនោះយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទ បាទបាទបន្ទាប់ពីបានទស្សនាត្រួសត្រាសមកហើយបាទឥឡូវនេះក៏សូមទៅជួបជាមួយនឹងក្មួយស្រីតើក្មួយស្រីមានការសម្រេចចិត្តនិងមានការត្រេកអរចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជនដែលទន្ទឹងរង់ចាំនៅចម្លើយព្រមទាំងចង់បាននៅចម្លើយឬមួយក៏ប្រវត្តិផ្សេងៗដែលក្មួយស្រីនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិខ្លះៗព្រមទាំងជីវភាពរស់នៅ ហើយនឹងការទទួលអំណរនៃការផ្ដល់នៅអំណោយផ្សេងៗនិងសេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ក្មួយស្រីតើក្មួយស្រីមានការត្រេកអរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងណាខ្លះក៏សូមទស្សនានៅខ្សែវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំដែលចុះផ្ទាល់ទៅទីនោះបាទ ខ្មួយឈ្មោះម៉ែនសុធារីរស់នៅភូមិសំបក់សង្កាត់ចេកខេត្តស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងថ្ងៃប្អូនខ្មួយនៅមួយម៉ាក់យាយចាស់ជរាបច្ចុប្បន្នម៉ាក់យាយអាយុ84ឆ្នាំម៉ាក់យាយមានជំងឺប្រចាំខ្លួនលើសឈាមហើយនឹងជំងឺគាត់ចាស់គាត់តែងតែឈឺច្រើនហើយខ្មួយពិបាកខ្លាំងព្រោះអត់មានបងប្អូនទេមានតែម្នាក់ឯងអត់មានឪពុកម្ដាយ រងងៃក្មួយពិបាកខ្លាំងអត់មានផ្ទះផ្ទះបាក់អស់ហើយប៉ាំងស្អីហុកពុយអផុយអស់ហើយអានៀបអីពុកអស់ហើយភ្លៀងមកលិចទ្វារផ្ទះនៅរងងៃអត់មានកលឹះត្រឹមត្រូវនៅអង្គទេតរឈើរងងៃក្មួយពិបាកខ្លាំងព្រោះ អត់មានបងប្អូនដែលត្រូវជួយនៅតែម្នាក់ឯងរមម្នាក់ឯងចាំជ័យព្រោះរកព្រឹកបានល្ងាចម្ងាយរមម្ងាយបានម្ងាយចាយអត់មានលុយដែលសម្រាប់ទុកមើលម៉ាក់យាយពេលដែលគាត់ឈឺថ្ងៃក្មួយអត់មានម៉ែឪអត់មានបងប្អូនព្រោះនៅតែមួយម៉ាក់យាយចាស់ជរាអាយុ84ឆ្នាំ មួយពិបាកខ្លាំងព្រោះតាំងពីទូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងមួយអត់ទាន់ហើយរៀងសុខស្រួលដូចកូនគេទេហើយអត់មានម៉ែឪហៅគេធំឡើងបានតែនៅតែជាមួយយាយរងងៃនៅផ្លូវដើរក៏អត់មានដើរដែលកាត់តាមវាស្រែគេពិបាកខ្លាំងមិនដែលរបស់ជីក៏អត់មាន ជូនមកយាយទៅប៉ែទៅខ្ចីគេតម្រង់តែគេឲ្យគេទីលុយឲ្យចាក់តាំងគេទីឲ្យចាក់តាំងបើម៉ូតូខូចអីឬចេញសងអីគេទាំងអស់ខ្ញុំសំសៃនៅជាអ្នកយាយចៅបាក់ណាស់ខ្ញុំសំណុកសុខស្រួលអីគេបាក់ណាស់ផ្ទះក៏គ្មាននៅស្អីក៏គ្មាននៅបាក់ណាស់ខ្ញុំហើយចាស់ទីអាយុ84ហើយ ខ្ញុំរកអីបានទេនៅតែផ្ទះចៅរងចាំខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំរកអីបានទេ
chặt hỏi tiền tiền nâng tiền nhóm nâng tiền tiền nâng tê tiền bạc bịch bầu ở hỏi chào nơi chung mưu 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 chung ពួតអត់មានពីណាត្រូវទីពឹងនៅនេះទេអត់មានបងប្អូនមានតែមួយឯងអត់មានម៉ែឪអត់មានបងប្អូនទេអញ្ចឹងរងហើយបាននៅជាមួយតែម្ដាយពេលអត់ពីម្ដាយទៅអត់ដឹងទៅណាទេ bọn nó nhom chưa có miền nơi đây có miền nơi nè miền tây thì miền bỏ tiền từ tiền bỏ tiền hay thôi ở thôi nhiều cục ở hai miền tây còn anh là xong tất cả mua chỉ được rồi anh tất cả nhà miền trong bàn để chúng mình hỏi bỏ thằng không phải là người miền tây បាទខ្ញុំបាទសូមអរមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខេឡៃណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្លៃថ្លាទឹកចិត្តបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលជួយគាំទ្រនិងមើលនៅសកម្មភាពផ្សេងៗហើយជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែមានការលំបាកបាទក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនានៅសកម្មភាពការធ្វើសប្បុរសធម៌របស់ពុទ្ធសម្បត្តិជនព្រមទាំងជាងហុកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅគ្រប់ឆានែលទាំងអស់ហើយឆានែលរបស់ខ្
sẽ cái đây thằng ó chạy chun từ đó lục ở bốc nè mà đây ông phù miên lục dây lục tá môi chào thằng ó bàn tu sơn á chia sờ róc nâng sơn khai bầm phớt nơi con ông ca ati bài bàn và sân chia lục ở bốc nè mà đây ông phù miên lục dây lục tá thằng ó khía miên ca chập ở róm trong xa xua nơi đầm nắng ở bàn chập lúa đây mình đây bàn miên bắp bị sao con ông ca ôp thâm từ đó bụ quát rứa có chua bụ tạ bụ vớt bắt chun chieng học nốt bông phồn ai call nhóm nơi nàng a zero six three six three seven three four hay nâng facebook rồi bọc nhóm nơi tin ní hay bọc bông phồn trong tầm nẹt tầm nón đã lấy từ đó bụ vớt bụ tạ bắt chun prom tiền chieng học của nhóm đã nơi tin ní đài bạn bát nhóm bát xem ở rô nơi khung sở rốt ảm rích tì krong chó lót ở rốt nọt kè lại ná kà xôm cổ rục liếm yên bà màn bà nè hai rong chàm tù xà ná nè kà tài vi rô nâng sạc kà mập hiếp thamay thamay khung kà thu sọ bà rốt thua rà bọc phù vốt bà tạ xem bát chốn bà rôm tèng chiêng hóc chìa riêng rốt ngài bát.